thân mến, mẫu biệt thự 2 tầng của gia đình anh Bền tại Kim Bảng, Hà Nam là một ví dụ điển hình cho phong cách thiết kế biệt thự hiện đại. Chúng ta hãy cùng tham khảo mẫu nhà của gia đình anh Bền thông qua video ngay sau đây các bạn nhé. Với mong muốn thiết kế hệ mái Nhật để tăng thêm phần hiện đại, đồng thời tiết kiệm chi phí, Tân Á đã lựa chọn phương án thiết kế cho gia đình anh Bền với biệt thự 2 tầng mái Nhật. Các mái đuôi rộng tạo nét sang trọng, cân đối với hình khối rộng lớn của tổng thể ngôi nhà. Ở năm chóp mái được thiết kế đi kèm một cột thôi lôi chống sét. Về tổng quan, mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật có hình khối khá đồ sộ với đường nét tinh xảo và khỏe khoắn, đồng thời kết hợp với cảnh quan, giúp cho không gian xung quanh ngôi nhà luôn được tươi mát và hài hòa hơn với thiên nhiên. Công trình đã được sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo, giúp cho ngôi nhà luôn được nổi bật và cuốn hút. Bậc ngũ cấp được sử dụng đá kim sa đen cổ trắng, giúp ngôi nhà luôn được nổi bật, cao ráo, thông thoáng và đặc biệt là chống chịu được những tác động xấu của thời tiết. Cửa chính sử dụng gỗ lim nam phi kết hợp với khung pano kính và tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 9 x 15m, căn nhà của gia đình anh Bền được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1 gồm một phòng khách, phòng bếp công ăn, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân ướt. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được bố trí một không gian phòng sinh hoạt chung, một phòng thờ, ba phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Bền tại Hà Nam. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi hotline ngay cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.